Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa hướng dương như thế này. Hoa hướng dương này lần trước mình cũng đã làm hướng dẫn các bạn làm rồi. Tuy nhiên thì mình thấy cái cách làm lần trước ấy thì nó hơi bị lâu và mất nhiều thời gian, nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái cách nó nhanh hơn nha. Đây là bông hoa hướng dương mình làm sẵn. Hoa này thì mình làm nhỏ và để cắm ở bàn ấy, hoặc là các bạn có thể làm hoa này và bó thành bó cũng rất là xinh nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn qua các bạn cách làm nó nhanh hơn một chút nha. Để làm thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu chính để làm chúng ta cần có giấy nhuốm màu vàng. Các bạn sẽ cắt theo cái kích thước như mình để trên đây nha. Nhún màu xanh để làm đài hoa, và cái giấy nhún màu xanh và màu xanh nhạt hơn và xanh nâu này và màu nâu này để chúng ta để làm nhị hoa nha. Súng bắn keo này và băng keo sáp với một đoạn kẽm cành to nha, như thế này đó. Các bạn chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nha. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ làm cái phần lá, phần nhị hoa trước nha. Phần nhị hoa thì chúng ta sẽ cắt hai cái mảnh giấy như thế này. Giấy nhún màu xanh thì các bạn sẽ gập đôi lại nha. Như thế này. Rồi các bạn sẽ cắt tua rua ở cái phần đầu gấp này nha. Các bạn dùng kéo cắt tua rua như thế này. Trời nắng được một chút thì lại bắt đầu chuẩn bị mưa. Thấy bảo là năm nay Tết sẽ mưa và lạnh. Nếu như vậy thì mình cũng sẽ chỉ ở nhà và quay clip cho các bạn thôi. Mình nhớ là vài năm gần đây thì hầu như Tết nào cũng mưa, rất là chán. Sau khi cắt xong, các bạn sẽ được cái dải tua rua như thế này. Tương tự với cái dải màu nâu, các bạn cũng làm như vậy nha. Gấp đôi lại và cắt. Cái kích thước này thì mình làm bông hoa hướng dương nhỏ nhá. Còn ở cái clip trước của mình thì làm bông hoa bướm hướng dương nó to, rất là to. Làm như thế thì để cũng hơi bất tiện. Mình thấy bông nhỏ thì nhìn nó xinh hơn. Các bạn cũng cắt tua rua như vậy. Sau khi cắt xong, chúng ta sẽ trở ra như thế này nha. Rồi các bạn dùng keo nến để gắn hai đầu, gắn chồng cái dải giấy màu xanh này lên cái dải màu nâu nha. Mình thấy cái cách làm này nó nhanh hơn
cực kỳ nhiều so với cái cách làm cũ. Sau khi gắn xong thì các bạn sẽ ghép vào cái phần kẽm này nha, phần kẽm cành. Thế này. Chả biết keo nến như thế này có đủ để làm không nữa. Sau khi chúng ta chết rồi, mình bị sót một keo ở đây. Chúng ta gắn được cái phần nhị vào thì chúng ta sẽ có cái phần nhị như thế này nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ làm đến cái phần quan trọng nhất, đó là phần cánh hoa nhé. Phần cánh hoa các bạn cắt cho mình cái dải dày có kích thước như thế này. Các bạn cắt gấp cái phần cánh lại như thế này. Kích thước của nó thì rơi vào tầm là kích thước gập vào thì các bạn sẽ gập nó vào khoảng 1,5 nha. Các bạn gấp theo mình nhá. Các bạn gấp như kiểu gấp hình gấp cái cánh quạt mà ngày nhỏ nhỏ mình hay gấp ấy. Sau khi gấp thì chúng ta sẽ được cái dải như thế này, đại loại như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng kéo để cắt tạo hình cánh hoa nha. Đấy, các bạn cắt theo mình này, cắt lượn. Tương tự về bên đây thì cánh hoa hướng dương nó hơi nhọn nhọn ở đầu nha, thì các bạn cắt như vậy. Rồi các bạn trở ra. Chúng ta sẽ được cái dải cánh hoa như thế này. Các bạn cắt cho mình hai dải như vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép cái phần cánh hoa vào phần nhị này nha. Các bạn dùng keo nến. Xung quanh như thế này. Các bạn nào gắn so le nhá. Cứ gắn sao cho các phần cánh hoa nó khít vào là được.
các bạn dùng tay để chỉnh sao cho cái phần cánh hoa này nó lấp đầy cái khoảng trống và nó nằm so le nhau như thế này nha, thì hoa nó sẽ đẹp hơn. Như thế này là chúng ta không cần phải cắt từng cánh và ghép từng cánh như cái mẫu ngày trước mình hướng dẫn, sẽ cắt bớt được rất nhiều công đoạn. Sau khi ép xong cái lớp cánh đầu tiên, chúng ta đã được hình dạng của bông hướng dương như thế này rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ ghép lớp cánh thứ hai. Ghép xong lớp cánh chúng ta, được như thế này nha. Các bạn dùng tay để chỉnh các cánh hoa cho nó đều. Thực ra làm như thế này thì nó cũng không được đẹp hoàn thiện như là cái clip mà mình hướng dẫn ghép từng cánh một đó, thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà như thế này chúng ta sẽ làm được nhiều hoa hướng dương hơn và nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm đến phần đài cho cái bông hoa hướng dương này nha. Đây là tờ giấy màu xanh mình đã chuẩn bị sẵn kích thước như thế này nha. Các bạn gấp tờ giấy lại. Cắt tạo hình đài hoa. Trở ra rồi các bạn kéo giãn phần mình ngược phần bụng của cái phần đài hoa ra nha. Các bạn ướm thử vào đây. Đây mình cắt bị dài quá. Vì thừa một cái đài nên các bạn cắt bớt đi nha. Hãy ướm thử vào đây. Với cái cánh, với cái bông hoa hướng dương nhỏ như thế này thì mình chỉ làm một đài hoa thôi nha. Rồi các bạn dùng keo sữa này và keo nến, các bạn gắn phần đài vào.
phần dưới thì chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuộn lại nha. Rồi chúng ta sẽ dùng tay để đẩy phần cánh này ra. Và sau khi cuốn xong phần đài thì chúng ta sẽ được cái phần hoa hướng dương như thế này nhá. Thực ra là các bạn hoàn toàn có thể làm thêm một lớp đài nữa. Nhưng mà mình thấy mình dùng để cắm ở bàn ấy thì không cần thiết là các bạn phải làm thêm nhiều đài nhá. Làm một đài như thế này cũng khá là ok rồi. Đó. Thế mình sẽ làm thêm nhiều cái bông hoa hướng dương như thế này rồi các bạn dùng để cắm vào các bình hay các lọ đều rất là đẹp nhá. Mình sẽ không hướng dẫn các bạn làm lá nữa, bởi vì trong cái các bạn có thể xem cái clip trước của mình ấy thì các bạn hoàn toàn có thể làm lá và kích thước nó nhỏ hơn nha. Ở đây mình lá thì làm tương tự như clip trước thôi, nên mình chỉ hướng dẫn các bạn làm hoa thôi nha. Chúc các bạn thành công với cái cách làm mới này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Chúc các bạn thành công.